Xin chào tất cả các vị phụ huynh và học sinh. Tôi là Lù Thị Hồng Nhâm, giám đốc của công ty tư vấn du học ở Dịch vụ Đức Anh. Trong một tuần vừa rồi thì như các phụ huynh, học sinh và cộng đồng các du học sinh biết là tại Việt Nam thì có triển lãm du học New Zealand do chính phủ New Zealand tổ chức. Một trong những câu hỏi mà chúng tôi gặp rất là thường xuyên đấy là học ngành gì tại New Zealand để các bạn có thể thành công tốt nhất. Và để trả lời câu hỏi đó thì thực ra là có rất là nhiều cách, hoặc là các bạn sẽ khảo sát ngay tại New Zealand bằng chuyến du lịch, hoặc là các bạn nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi. Và ngày hôm nay thì tôi rất là vinh dự có mặt cùng với tôi là đại diện của trường đại học Massey, ba vị tất cả, và các vị này sẽ sẵn sàng trao đổi với các phụ huynh và học sinh về cái việc là ngành nào là cái ngành hot nhất. Tôi xin phép được giới thiệu là cô Linda. Cô Linda là đến từ văn phòng sinh viên quốc tế và đồng thời là phụ trách chuyên sâu về cái ngành học là ngành quản trị kinh doanh. Tiếp theo là cô Jenna đến từ văn phòng sinh viên quốc tế. Cô có rất là nhiều kiến thức về các khóa học có liên quan đến khoa học xã hội và nhân văn. Và đặc biệt là thầy Tim. Thầy Tim thì ở khoa Creative Arts là một người mà có thể nói là làm việc ở cái khoa hot nhất tại trường. Có lẽ là tôi sẽ dành cho các thầy cô một chút thời gian để tự giới thiệu về bản thân mình. Linda, do you want to introduce yourself a little bit? Hello everybody. Hi, I'm Linda from Massey University and I have overall responsibility for recruitment from Vietnam and I come to Vietnam twice a year. Thank you, Linda. Joanna? Kia ora, my name is Jo Lambert. I'm the International Manager for the College of Humanities and Social Sciences at Massey University. Thank you, and you, Tim. Hi, I'm Tim Croft. I'm the International Manager for the College of Creative Arts based in Wellington. Right, thank you so much. Các vị đã tự giới thiệu rồi và cho phép Nhâm trao đổi ngắn một chút về du học New Zealand. Sáng nay thì Nhâm cũng vừa tham gia một cái buổi training của văn phòng visa và văn phòng giáo dục New Zealand về những cái thay đổi về các chính sách về học tập cũng như là về visa của Canada. Có một điều mà các phụ huynh và học sinh cần phải quan tâm là tính cho đến thời điểm này, đương nhiên là từ những năm trước nữa thì cái giáo dục của New Zealand bao giờ cũng là đứng hàng đầu trên thế giới. Mặc dù chỉ có 8 trường đại học thôi, nhưng cả 8 trường đại học này thì có một trường đại học là nằm trong danh sách 100 trường tốt nhất và những trường còn lại đều nằm trong danh sách 300 trường tốt nhất trên thế giới. Điểm thứ hai là con số sinh viên ở Việt Nam đến học New Zealand trong năm nay thì đã tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. Điều đó chứng tỏ là ngày càng nhiều các sinh viên Việt Nam tìm đến đúng cái địa điểm là New Zealand, là cái nơi mà có thể lập nghiệp và học tập của mình. Và cuối cùng thì một trong những chính sách mà chính phủ New Zealand quan tâm là sau khi các con học xong, các con được ở lại một năm để tìm việc. Nếu như các con tìm được việc bên đó, các con hoàn toàn có thể ở lại dưới dạng visa làm việc, hoặc thậm chí là nếu như đó là những cái ngành mà được phép định cư, các con hoàn toàn có thể định cư được. Vậy thì cái mấu chốt ở đây là làm thế nào để xác định được những cái ngành nào là phù hợp với mình, đồng thời những ngành nào là những ngành mà phù hợp với cái xu thế tuyển sinh cũng giống như là tuyển dụng ở New Zealand. Thì điều đầu tiên mà hôm nay tôi muốn trao đổi là các thầy các cô ở đây sẽ đề cập đến ba cái lĩnh vực chính. Lĩnh vực thứ nhất là về Creative Arts. Cái này ở Việt Nam có thể là các bạn chưa quan tâm nhiều, nhưng thực ra ở tất cả các nước phát triển thì lại là một trong những ngành mà kiếm được rất là nhiều cơ hội việc làm. Lĩnh vực thứ hai mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là Humanities and Social Studies. Đối với các nước phát triển thì thực ra cái ngành này khi mà người ta không còn phải lo nhiều về cuộc sống vật chất nữa thì những cái vấn đề về tinh thần, về xã hội, về con người được đề cập rất là kỹ. Và đương nhiên cái cuối cùng không thể thiếu được là về quản trị kinh doanh. Đây là một ngành mà phải đến 40-45% du học sinh của chúng tôi cũng như các công ty khác là đang theo học. Có lẽ là cho phép tôi bắt đầu với thầy Tim về Creative Arts. Can you tell us a little bit about Creative Arts at Massey University? Yeah, so we have five Creative Arts Bachelor degrees with the Bachelor of Design with honors, Bachelor of Fine Arts with honors, Bachelor of Māori Visual Arts with honors, Bachelor of Creative Media Production and the Bachelor of Commercial Research. Theo như thầy Tim thì câu hỏi của tôi là đề nghị thầy là giới thiệu một chút về cái khoa Creative Arts của thầy. Tại trường thì có ba cái bậc, xin lỗi là có năm cái chương trình nhỏ mà các bạn có thể theo học. Đấy là các cái chương trình mà giới thiệu về communication, các chương trình về sáng tạo, các cái chương trình về thiết kế. Và chúng tôi sau đây thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn đường link cụ thể nếu như các bạn quan tâm đến chính xác đó là cái ngành gì. And talk about the ranking of this course yep. Around the world.
then. Yeah, so we're ranked in the top 100 art and design schools by QS. Mm-hmm. The number one ranked art and design school in the Asia Pacific region for Red Dot Design Competition. Mm-hmm. We're also ranked the number one school of design in New Zealand. Mm-hmm. And we have 93% employability for all our students within 6 months of graduation. So 90%. 93%. 93%. Yeah. All right. Sếp về thứ hạng thì cái khoa này của trường đứng thứ hạng rất là cao. Trường này thuộc top 100 các cái trường xét về thứ hạng của cái ngành học theo cái đánh giá của SQ, là cái đánh giá xếp hạng tất cả những cái ngành học theo thứ tự từ cao xuống đến thấp của thế giới. Đồng thời thì là theo SQ thì cũng là cái trường đứng số 1 tại New Zealand về đào tạo ngành này. Ngoài ra thì ở khu vực Asia Pacific chẳng hạn thì các bạn cũng là đứng số 1 luôn. Tiếp theo nữa là trong khối các cái trường ở phía Bắc của America, trong cái đánh giá chung thì các bạn cũng là cái thứ hạng đứng hàng đầu. Và đặc biệt tỷ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng tốt nghiệp lên đến 93%, tức là tỷ lệ rất là cao. Tôi nghĩ rằng 7% còn lại chắc là các bạn chưa muốn đi làm ngay. Now, the other thing that student may concern also, like, you know, talking about popular programs. So what could be popular program within like a creative arts? Yeah, so at the moment, our most popular program for Vietnamese students is our new Bachelor of Creative Media Production. Mm-hmm. There's four pathways. There's a pathway in animation and visual effects, mm-hmm. a pathway in film and television, mm-hmm. a pathway in web and interactive design, mm-hmm. and a pathway in game development. Mm-hmm. And it does not require a portfolio. It's a three-year bachelor's degree, so it only requires direct entry into a New Zealand university. So provided the student achieves entry, mm-hmm. they can come into this program. Yeah, and right. Because Wellington is the film capital of New Zealand and the game capital of New Zealand, mm-hmm. there's a great deal of demand for positions in that field at the moment. Mm-hmm. A lot of our students are going on and getting jobs mm-hmm. straight away upon graduation. Mm-hmm. Ok, câu hỏi của tôi là trong số các cái ngành mà đào tạo thì ngành nào là cái ngành mà được coi là hot nhất và dễ kiếm việc làm nhất? Câu trả lời của thầy ở đây là cái ngành Creative Art Communication, và nó có bốn cái nhánh nhỏ: một là cái animation, thứ hai là phim, thứ ba nữa là cái sáng tạo, và cuối cùng nữa là các cái phần về game. Như các bạn biết là theo như thầy nói cũng như là các bạn có thể đọc thấy rất là nhiều, là New Zealand là cái trung tâm của phim và trung tâm của thiết kế và sáng tạo game. Cho nên các cái sinh viên của thầy ngay sau khi tốt nghiệp hầu như là đã tìm ngay được việc làm. Có thể nói là có lẽ đấy cũng chính là lý do mà vì sao cái tỷ lệ xin việc là nó lên đến được 93% ngay trong vòng 6 tháng đầu tiên. Now, do you have any way to ensure the successful rate of the student high graduation mark plus high chance to get job? Yeah, so because of our the creative media production program, it's very focused on industry. Mm-hmm. So a lot of companies come in the second year of the program, mm-hmm. and students work through an industry prompt on a project mm-hmm. for industry. So a lot of students are getting real practical skills already in their second year and into their third year working with an industry. So when they create some of the content, they're creating content for companies already in New Zealand. Mm-hmm. So a lot of them, when they graduate, have industry ready projects mm-hmm. and then transfer into industry. Ok, nào, câu hỏi của tôi là làm thế nào để nhà trường hỗ trợ được cho các học sinh sinh viên để đảm bảo đầu ra kết quả cao và đồng thời là tìm được việc làm? Và câu trả lời của thầy là gì? Thứ nhất, như đã nói ở trên, New Zealand thì là trung tâm của game và trung tâm của phim. Cho nên ngay khi mà các thầy xây dựng chương trình thì đã có sự tham vấn của những cái nhà tuyển dụng rồi, tức là các những người ở trong cái ngành công nghiệp rồi. Cho nên cái nội dung chương trình giảng dạy thì trên thực tế là thiết kế có phần chung và đã có rất là nhiều phần là phục vụ cho các nhà tuyển dụng. Chính vì vậy mà trong cái quá trình học về lý thuyết thì đã gần như là đáp ứng được các cái yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Trên thực tế thì học sinh lại có cơ hội đến tận nơi để mà thực hành, để mà trải nghiệm nữa. Cho nên cái điều rất là đương nhiên là học sinh của chúng tôi không chỉ là học về lý thuyết tốt mà trên thực tế có những cái kỹ năng cần cho công việc ngay lập tức. Now, anything else that you want to talk about creative art? It seems very interesting to me. Yeah, so we also have the Bachelor of Design, which uh-huh. is a four-year qualification. Mm-hmm. It has six majors. It's mm-hmm. photography, industrial design, mm-hmm. Textile design, mm-hmm. fashion design, mm-hmm. visual communication design, mm-hmm. and spatial design. Mm-hmm. And students interested in studying interior design would study spatial. Mm-hmm. Students interested in studying graphic design would study visual communication design. Mm-hmm.
They fit within those majors. So this is a 4-year program, that's right? Yeah. All right, lúc nãy không có chi tiết mà tôi quên chưa trao đổi với phụ huynh học sinh là đối với cái ngành communication thì thời gian học chỉ là 3 năm thôi và không yêu cầu học sinh là phải có portfolio. Miễn là bạn đáp ứng được cái yêu cầu đầu vào. Và cái yêu cầu đầu vào của cái trường này là hoặc là bạn đi qua chương trình foundation, hoặc điểm của bạn trên 8,7 và bạn đến từ các trường chuyên, lớp chọn, hoặc là điểm của bạn cao hơn như thế nữa nếu như bạn muốn vào thẳng. Thì về cái chi tiết này có lẽ là các bạn sẽ kiểm tra thêm với công ty Việt Anh về trường hợp cụ thể của bạn. Cái ngành thứ hai theo như thầy cũng rất là hot tại New Zealand, đấy là cái ngành thiết kế. Thì nó bao gồm những cái phần ví dụ photography, hay là cái phần thiết kế sản phẩm, đó là product design, hay là thiết kế mode, hay là cái visual, hoặc là các cái thiết kế về ví dụ không gian. Ở Việt Nam thì thực ra những cái đào tạo này là có ở những cái trường đại học công nghệ, đại học mỹ thuật. Và ở New Zealand thì đương nhiên nó chỉ có rất là giới hạn các cái số trường đào tạo cái ngành đấy thôi. Cái chương trình này là chương trình 4 năm và đòi hỏi học sinh là phải có portfolio. Và các sinh viên thì chỉ cần là đủ điểm vào thẳng thôi, cộng với portfolio do nhà trường check thì là các bạn hoàn toàn có thể học được. Thank you very much, team. All information really helpful. Now we've got to move to the second part of it, that is the business. Human Energy and Social Study Program. In Vietnam, to be honest with you, people don't like it very much. However, obviously, Australia, New Zealand, UK, America, it's quite, you know, high up in the level and lots of students are interested in. So what could be the reason that lots of people choosing to study this one? The Humanities and Social Sciences? Yep. So our college, College of Humanities and Social Sciences, we're really committed to teaching students, you know, critical thinking and the skills that they need to be able to apply to any work that they undertake at the end of their study. So it's a flexible program that will, you know, enable students to get the necessary soft human, you know, humanities skills, which can be used amongst many different, All right, câu hỏi của tôi với cô là thực ra các cái ngành về humanity, tức là khoa học xã hội và nhân văn nói chung ở Việt Nam thì không được nhiều sinh viên thích lắm. Tuy nhiên thì ở các nước phát triển như là Úc, ở Anh hay là ở Mỹ hay New Zealand chẳng hạn thì cái này rất là nhiều sinh viên chọn. Vậy thì đâu là cái lý do mà nhiều sinh viên lựa chọn như thế? Thì cô có chỉ ra 4 điểm cơ bản. Điểm thứ nhất là trên thực tế cái khóa học này đào tạo cho học sinh cái critical thinking, tức là cái cách suy nghĩ là suy nghĩ đa chiều. Với cái loại suy nghĩ đa chiều, đương nhiên các bạn biết là cái cách giải quyết vấn đề của nó sẽ rất là tốt. Thứ hai nữa, ngày này trang bị cho các học sinh những cái kỹ năng để mà thành công khi các bạn đi xin việc. Học cái gì thì cuối cùng là các bạn đều phải đi tìm việc hết. Và nếu như bạn tìm được việc thành công thì đương nhiên có job là có tất cả. Cái việc thứ ba nữa là bản thân cái việc này huấn luyện cho các bạn một cái kỹ năng là trở nên flexible, tức là cái linh hoạt. Khi mà bạn linh hoạt trong cuộc sống, các bạn thấy là rất là nhiều người không thể thành công được. Tại vì suy nghĩ chỉ là suy nghĩ một chiều thôi chứ không phải đa chiều. Không thể nào thay đổi được bản thân mà vẫn muốn ở cái comfort zone của mình, tức là ở cái chỗ nào mà cảm thấy thoải mái nhất. Thì với cái cách huấn luyện cho người ta trở nên flexible hơn như thế này chẳng hạn, thì rõ ràng là đấy là những cái mà yếu tố rất là căn bản mà tất cả những sinh viên khi tốt nghiệp là có được và đảm bảo cho các bạn ấy là có thể tìm được việc tốt. Would you mind introducing a little bit about, you know, course and everything relating to human humanities and social sciences? Yeah, absolutely. So we have, I guess the most popular bachelor program that we have under our college is our Bachelor of Arts, where we have 17 different majors that international students can choose from. And the most popular of those majors include education, psychology, linguistics, social policy, media studies, and some languages as well. Alright, thứ nhất là ở trường thì có rất là nhiều các chương trình đào tạo trực thuộc về cái khoa này. Ví dụ như là cái chương trình mà phổ biến nhất là Bachelor of Arts. Dịch sang tiếng Việt thì có thể tạm dịch như là cử nhân về các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Và nó có 17 chuyên ngành sâu tất cả. Trong 17 chuyên ngành sâu đấy thì nó sẽ có những cái ngành mà sinh viên Việt Nam cũng như là sinh viên quốc tế rất là thích. Ví dụ như là ngành về giáo dục hay là
education, ngành tâm lý, psychology, hoặc là những ngành về công tác xã hội, những cái ngành có liên quan đến các cái chính sách công. Những cái này thì nó cũng gắn liền với cái nhu cầu thực tế là những cái người đi làm dễ xin việc và đồng thời là cái nhu cầu việc làm nó tương đối cao. Alright, so 17 majors within bachelor of arts, right? And our students can also do a double major, or a major and a minor, and still complete the bachelor program within 3 years. Một điều đặc biệt nữa là sinh viên không phải là chỉ học một cái chuyên ngành duy nhất. Ở nước ngoài thì nó có cái dạng double major, tức là với một cái bằng cử nhân này là bạn có thể học hai chuyên ngành khác nhau. Và hai chuyên ngành, tuy nhiên thì cái thời gian nó vẫn chỉ là 3 năm thôi, và đây là một lựa chọn rất là tốt. Như vậy chúng ta biết là trong Bachelor of Arts có 17 chuyên ngành tất cả, và bạn hoàn toàn có thể chỉ học một chuyên ngành hoặc bạn học double major ở trong một bằng. And we also understand that it's very, business is also a very popular area of study here in Vietnam. So we actually have a 3-year Bachelor of Communications program, which is offered by our college and also the Massey Business School. So within this 3-year bachelor, the students can major in linguistics from our college, expressive arts, media studies, as well as public relations, communication, journalism, and marketing. Một cái chi tiết khá là hay nữa là như tất cả mọi người đều biết thì cái kinh doanh hay là quản trị kinh doanh nói chung là một trong những cái ngành mà các phụ huynh và học sinh rất là quan tâm. Thế thì trong phạm vi của cái trường Massey chẳng hạn thì các bạn hoàn toàn có thể kết hợp giữa business cộng với arts. Tức là gì, bạn có thể học double major hoặc là thậm chí nếu mà bạn muốn kết hợp double degree as well for this one. Yes, absolutely. So for example, the student can do a Bachelor of Communication and a Bachelor of Arts, and that will take 4 years. So Bachelor of Communication and Bachelor of Arts. Or for example, Bachelor of Business Studies. Bachelor of Business and Bachelor of Arts. Đấy, thì như cô nói là hoặc là bạn học double major, tức là một cái bằng của bạn là có hai chuyên ngành, hoặc là bạn học double degree, tức là bạn có thể học bachelor ví dụ như là communication and bachelor of arts, hay là bachelor of business and bachelor of arts chẳng hạn. Tổng thời gian thì nó sẽ kéo dài thêm 1 năm, nhưng rõ ràng là các bạn sẽ rất là có lợi. Thay vì là bạn học 6 năm thì bây giờ là bạn chỉ phải học 4 năm để lấy cái chương trình đó thôi. Alright, in terms of the content of the study, anything that students from Vietnam need to worry about it? I guess the Bachelor of Arts at Massey University was refreshed 3 years ago. So it's a very unique way in which we offer some of our courses. We have lecturers from all different disciplines who co-teach in 3 of the core papers at the Bachelor of Arts. So students will get a holistic view of some of the subjects that they take. And in the 3rd year paper, we have our community development program where the students can actually go out in the community undertake a project. Câu hỏi của tôi là xét về mặt nội dung giảng dạy chẳng hạn thì có cái chi tiết nào mà nhà trường muốn cảnh báo cho các sinh viên Việt Nam hay không? Thì trên thực tế cái trả lời của cô là về mặt lý thuyết mà nói thì cái chương trình nó mang tính thực tiễn và thực sự là nó phục vụ cho cộng đồng, xuất phát từ cái nhu cầu của cộng đồng và nhu cầu của cái người học nói chung để mà phục vụ cho công việc sau này. Cái thứ hai nữa là nhà trường cũng luôn luôn kết hợp với các cái tổ chức có liên quan để mà có những cái chuyến thực hành. Sinh viên thực tế là sẽ rời trường để những nơi đấy thực hành, và vì vậy cái lượng kiến thức của các bạn không chỉ là lý thuyết mà còn thực hành ở ngay những cái nơi mà trong tương lai có thể là mình làm việc. How many Vietnamese students study at that faculty so far? At a College of Humanities and Social Sciences, we have just under 10 students, Vietnamese students studying. The majority are actually at the master's level in our program. And that's the Master of Education and Master of International Development. Hiện tại thì ở Việt Nam có cỡ vào khoảng là 10 sinh viên Việt Nam đang học theo các cái khóa cử nhân của cái chương trình khoa học xã hội và nhân văn này. Đa số các học sinh khác thì là các bạn sẽ học ở cái bậc sau đại học, chủ yếu là Master in Education. Như các bạn biết là công ty Đức Anh cũng là một trong những công ty mà tuyển rất là nhiều học sinh cho cái khoa này, và ngày càng có thêm nhiều giáo viên muốn đến New Zealand để được đào tạo tốt để trở thành
giáo viên để làm việc và làm việc ở nước ngoài cũng như là giảng dạy trong các trường quốc tế ở Việt Nam. All right, thank you very much about the information about social sciences, social study, humanity and everything. I myself also from like a Bachelor of Arts, Master of Arts and everything. And I justify that, you know, studying in like New Zealand really helpful for Vietnamese students. Tôi vừa mới khoe với cô là bản thân tôi cũng là cái người mà có bằng cử nhân về khoa học xã hội và nhân văn. Thì tôi có cái bằng thạc sĩ về ngôn ngữ học cũng như là thạc sĩ về quản lý giáo dục. Cả hai cái bằng này thì một bằng là học ở Việt Nam và một bằng là học ở nước ngoài. Và thực sự là tôi thấy cái bằng đó rất là hữu ích cho cái công việc hiện tại của tôi. Now we move on to business, Linda. Business always like the biggest faculty everywhere. So what is the impression about Vietnamese students studying business at Massey? Our business school at Massey is a highly reputable school. We have excellent rankings, so our Vietnamese students benefit from that fact. Mm-hmm. We are in the top 5% of business schools in the whole world. Mm-hmm. We have accreditation from AACSB, from AMBA, and another whole range of other organizations. Mm-hmm. So students will definitely like to come to Massey to study business for those reasons. Mm-hmm. Tôi có hỏi cô là tại vì cái khoa quản trị kinh doanh luôn luôn là một cái khoa lớn nhất trong tất cả các trường đại học. Vậy thì đối với sinh viên Việt Nam chẳng hạn thì có lý do nào để mà sinh viên Việt Nam đến đây học không? Thì câu trả lời của cô ở đây là gì? Đại học Massey nó không giống như là các trường đại học khác. Tại vì cái thứ hạng của nó là set aside, nó cao hẳn so với rất là nhiều trường khác, kể cả các trường New Zealand. Ví dụ như nó là cái trường đại học đứng top 5 trên toàn thế giới theo cái bảng xếp hạng chung. Nó cũng là cái tổ chức được công nhận bởi AACSB, nó là cái tổ chức rất là lớn về mặt business, cũng như là cái sự thừa nhận, sự công nhận, sự đánh giá và xếp hạng của nhiều tổ chức chuyên ngành khác. Đấy có lẽ là cái lý do quan trọng nhất mà các sinh viên Việt Nam nên quan tâm khi mà các bạn chọn học cái ngành này ở New Zealand. Yeah, in terms of the courses, how many courses do you have at business school? Do you remember? We have a wide range of majors available at undergraduate level, including finance, economics, management, marketing, human resource management, accounting. Mm-hmm. And similarly at postgraduate level, master's level, mm-hmm. we have again mm-hmm. a good range of majors for students to choose from. Mm-hmm. Về cơ bản thì trường Massey có gần như là đầy đủ hết tất cả những cái ngành học mà các sinh viên có thể quan tâm. Ví dụ tài chính, kế toán, ngân hàng, marketing, quản trị nhân sự, các cái vấn đề về quản lý. Ở cả hai bậc là bậc học đại học và bậc học là sau đại học. Entry requirement, is that typical for Vietnamese students to go to the faculty? No, not really. For our business undergraduate degrees, mm-hmm. students would need to have 8 out of 10 from their living exam from their high school. Mm-hmm. And of course they also need IELTS, mm-hmm. 6, minimum 5.5 each component, or TOEFL or PTE equivalent. Uh-huh. There are some exceptions. Mm-hmm. Massey is renowned for its Bachelor of Aviation mm-hmm. and Transport Pilot. Mm-hmm. We teach students to become pilots. And for that program, we do need a higher IELTS of 6.5. Mm-hmm. So overall, you need 6.0. And for that particular program, you need 6.5. Right, tôi có hỏi cô là cái điều kiện đầu vào để các sinh viên vào được trường này như thế nào. Thì như các bạn biết là cũng giống như rất là nhiều trường khác, một là cái GPA, tức là cái điểm của các bạn đủ tốt để vào, và hai là tiếng Anh. Tiếng Anh thì tương đối đặc biệt là đối với trường Massey, hầu hết cái chương trình đã đều chỉ yêu cầu là tiếng Anh 6.0 thôi. Tuy nhiên, hai cái chương trình là Aviation, tức là cái về hàng không, và cái chương trình quản trị cũng như là cái chương trình về pilot các thứ, tức là gì nhỉ? Phi công chẳng hạn, thì là yêu cầu nó sẽ cao hơn cỡ khoảng 6.5. You have just mentioned about like a Bachelor of Aviation or Bachelor of Aviation Management. Can you talk a little bit about this? Because yesterday
at the fair, I met quite a few students, and you seem to be the only one in New Zealand training this, yes, right? That's correct. We're the only university in New Zealand that teaches aviation. And we give students the choice of Bachelor of Aviation Air Transport Pilot for those who wish to become a pilot. And then we also have Bachelor of Aviation Management. And that is more for students who wish to be working maybe in an airport or air transport organization. Tôi vừa mới hỏi cô là tại vì lúc nãy cô vừa có nhắc đến là cái ngành về hàng không, thì hôm qua khi mà tham gia triển lãm cùng với trường này cũng như là một loạt các cái trường khác của New Zealand tại triển lãm, thì một câu hỏi mà tôi nhận được khá là nhiều từ các phụ huynh học sinh là học cái ngành này ở trường nào. Thì có vẻ như Đại học Marseille là trường đại học duy nhất đào tạo cái ngành hàng không này. Thì theo như Linda nói là có hai cái bằng cử nhân tất cả. Một là cái bằng cử nhân về quản trị, quản lý hàng không, quản lý sân bay nói chung, dành cho những bạn nào mà quan tâm đến những cái ngành hàng không nhưng mà ở mức độ quản lý. Và cái thứ hai là cái bằng cử nhân về hàng không mà chuyên về phi công. Cái này là dành cho những bạn nào thực sự là muốn bay. Thế thì New Zealand duy nhất của cái trường Marseille là cái trường này đào tạo. Cho nên ngày hôm nay nếu như bạn nào thực sự quan tâm đến ngành này, chắc chắn các bạn sẽ phải liên hệ với Marseille và liên hệ với tôi rồi. Now, are there unique aspects of study at Marseille that you want to mention? Yes, at Massey we have an innovative training room within our business school, and students studying both at bachelor business and at master's level in our business programs have access to that training room. So that's unique to Massey and our Auckland campus. So that is training room? Yes. Okay, where teacher and student interact? No, they have actual experience of what it's like to be on the stock exchange training room environment. Okay. So stock. Training, yes. Training. Stocks and interesting. Shares. Tại vì rất là nhiều trường có cái ngành này, cho nên là tôi vừa hỏi cô là có cái gì mà đặc biệt khi mà bạn đào tạo cái ngành này ở trường đại học Marseille không? Thì cô có nói là ở trong trường có một cái trung tâm mà ở đây là sinh viên thực hành các cái việc là mua bán chứng khoán như thế nào. Và trên thực tế là sinh viên thực hiện các cái giao dịch, các cái mua, các cái bán. Và đương nhiên các bạn hình dung nếu như bạn đã thực hành rồi thì trên thực tế là bạn cũng có thể trở thành những nhà đầu tư ở cái lĩnh vực này luôn. Đồng thời cũng là cái người mà hiểu được cái bản chất của cái việc mua bán chứng khoán này như thế nào. Và tất nhiên là sau này thì bạn hoàn toàn có thể làm ở đấy rồi. Đấy là một trong những cái điểm rất là khác của trường Marseille. Không có bất cứ một trường nào ở New Zealand có được cái khóa đào tạo này dành cho học sinh cả. That's very interesting. I will let all my students know about that. I might go and, you know, join the group by myself. Now, talking about unique point, it seems to me that the number of students studying here compared to other universities in New Zealand, you have any rough figures about that? We have approximately 90 students from Vietnam studying at our university. 90? Oh. That's a very good number. Tôi có hỏi về số lượng học sinh của Việt Nam mình so với các trường khác. Thì hiện nay như cô nói là cô có khoảng 90 sinh viên Việt Nam đang học ở cái khoa quản trị kinh doanh. Theo tôi thì cũng như là theo cô thì đây là một cái con số rất là lớn. Trên thực tế thì các học sinh Việt Nam mà khi đăng ký học kinh ngành này, rất là nhiều người chưa cần chúng tôi tư vấn thì đã hỏi ngay trường đại học Marseille rồi. Thank you so much. That's really really good. It really cover up everything from courses and entry requirements and, you know, it is about business. Chúng ta vừa xong cái phần với cô Linda, tức là cái phần về cái khoa quản trị kinh doanh. Trong đó như chúng ta biết là nó có rất là nhiều ngành, hầu hết là ở tất cả các lĩnh vực, yêu cầu đầu vào không quá khó, chỉ cần là các bạn tập trung thôi. Những cái đặc điểm rất là nổi bật của cái chương trình này là về aviation, tức là bạn có thể học về quản trị hàng không cũng như là có thể học lái máy bay ở đó. Và đồng thời thì cái trung tâm gọi là buôn bán chứng khoán, thực sự thì cá nhân tôi cũng rất là thích đến đấy để mà tham gia cái nhóm này. Now we move to the next step, internship. Any of you have internship for students at all when they study then? Yes, we do have some programs that have internships. Within our business school, we have a Master of Analytics. And that includes a 3-month internship where students are placed and it's part of their program, so they get credits for the internship in
big organisations in New Zealand. Right. And often our students are very successful subsequently in securing a job in the organisation where they have done their internship. Mm-hmm. Right. Câu hỏi của tôi với cả ba thầy cô là trong cái quá trình học ở đấy thì sinh viên có được đi thực hành hay không? Cô Linda đã đề cập đến là một số khóa học của cái ngành business là thực sự là sinh viên rất là hứng thú khi mà đi thực tập. Ví dụ như cái khóa phân tích tài chính chẳng hạn thì bản thân học sinh đã được gửi đến những công ty và thông thường thì học sinh tạo ấn tượng rất là tốt của những công ty đó và cuối cùng đương nhiên là một số bạn sẽ được tuyển dụng vào đó. How about you? Yeah, so within our graduate diploma and teaching program, this is not an internship as such, but it's more placements. Mm-hmm. So the international students will be placed in high schools if they are doing the secondary graduate diploma and teaching, mm-hmm. or in early childhood and primary schools if they are doing the graduate diploma and teaching primary. Mm-hmm. Right, với khoa của cô Jana chẳng hạn, tức là khoa học xã hội và nhân văn, thì cái việc mà sinh viên, đặc biệt là các cái giáo viên đi thực hành là chuyện gần như là bắt buộc, nó là cái phần bắt buộc ở trong cái chương trình học. Ví dụ như là các giáo viên sẽ thực hành ở các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, và những cái giáo viên này thì đương nhiên là các bạn sẽ học ở, ví dụ như năm cuối của cái bậc cử nhân, hoặc là các bạn học ở cái bậc master. Creative Arts. Yeah, absolutely. Awesome. Yeah, so we provide internship programs for our undergraduate programs, mm-hmm. For credit. Mm-hmm. So students can be placed in companies around Wellington, mm-hmm. And they receive 15 credits as part, mm-hmm. Part of their programs. Mm-hmm. So the main base is in Wellington? That's correct, yeah. Mm-hmm. College of Credit Arts is only based in Wellington. Yeah, alright. Now, rất là hay các bạn ạ. Thực ra thì cá nhân tôi thì tôi không phải là cái người tư vấn trực tiếp cho nên nhiều khi cũng hơi quan liêu một tí. Cái trụ sở rất là mới của cái trường Đại học Marseille thì ở Wellington và cái khoa Creative Arts là nằm ngay ở cái thành phố này. Vì vậy là cái thực hành ấy, thì trên thực tế nó là bắt buộc và cái rất là hay là tại vì Wellington nó là thủ đô của phim ảnh, thủ đô của sáng tạo game, là nơi tụ hội của những cái trường quay lớn, cho nên học sinh của thầy là thực hành luôn ở những cái nơi đó và cái này thì bắt buộc là phải thực hành để được tính credit point, tức là nó là cái phần bắt buộc để mà mình thực hành xong mình lấy điểm để bổ sung cho toàn bộ cái bằng điểm của mình để có thể thi tốt nghiệp. So it's almost compulsory for student, right? No, it's by choice. So student mm-hmm. wants to do an internship, they can do the internship course, mm-hmm. but it's entirely up to the student. Ok, thầy khẳng định rằng đây không phải là bắt buộc, nó là lựa chọn của các học sinh. Nếu như các bạn muốn có điểm thì các bạn còn có những lựa chọn khác nữa. Nhưng rõ ràng đây là một cơ hội rất là tốt để các bạn trải nghiệm tất cả những thực hành có thể có. Now, do you have any scholarship for students so far? Yes, we do have some scholarships actually. At master's level, mm-hmm. we have a master's scholarship. Mm-hmm. Very good scholarship, quite competitive. Mm-hmm. So students would need a good GPA from their undergraduate degree. Mm-hmm. So what's the value of scholarship? That scholarship value is 15,000 New Zealand dollars. 15,000, 1,500. That's correct. Per year, right? Mm-hmm. Okay. Well, it's usually for a year, yes. Yeah, all right. Right, thank you. How about you? We have scholarships for undergraduate and postgraduate programs, mm-hmm. For the College of Humanities and Social Sciences. And it's a value of $5,000 New Zealand dollars per year. Per year, multiple that many years, right? Yeah. So for a 3-year undergraduate program, the student will get a maximum of $15,000. Mm-hmm. For a 2-year master's program, the student will get $10,000. Uh-huh, beautiful. Okay, school of arts. Yeah, so exactly the same as Joe's College. We have a mm-hmm. $15,000 scholarship for 3-year programs, mm-hmm. $20,000 scholarship. Right. Câu hỏi của tôi là học bổng đây chắc chắn là phần mà rất là nhiều học sinh muốn quan tâm. Nào, đối với khoa quản trị kinh doanh chẳng hạn, học bổng ở bậc master và học bổng là 15.000 trên một năm học. Đa số các khóa master ở bên đấy thì là 1 năm. Nhưng đương nhiên trước đó bạn sẽ phải học một cái là credit diploma ha. Cho nên các bạn nhớ nhá, 15.000. Liên hệ với chúng tôi nếu như điểm của các bạn cao. Khoa học xã hội và nhân văn cũng như là khoa creative arts, học bổng tương đối giống nhau, đấy là 5.000 đô cho các bạn khi mà các bạn đăng ký học. 5.000 đô trên 1 năm đồng nghĩa với cái việc nếu bạn học chương trình 3 năm thì nó sẽ là 15.000 đô.
và 15.000 đô là con số maximum mà các bạn có thể có được. Đương nhiên thì ngoài ra sẽ có những cái chương trình học bổng nữa mà các bạn có thể check trên website. Những học sinh cực kỳ xuất sắc có thể là được học bổng đến 100%. Tuy nhiên những trường hợp này là hạn hữu hơn một chút. Now, how to apply to university, apply to the website, apply to Asian criteria we already mentioned. But, you know, what's the best way to apply? Well, the best way, we work very closely with Dakhan, so students can apply through Dakhan. Our entry requirements for bachelor degree, we need 8 out of 10 from high school leaving exam, and IELTS 6, minimum 5.5. Either for any high school or must be gifted high school? No, any high school. 8 yes, out of 10 in the leaving exam. Thứ nhất thì là để mà apply nhanh nhất, các bạn nên đăng ký qua các công ty tư vấn du học. Ví dụ nhà trường làm việc rất là gần gũi với công ty tư vấn du học nước Anh, là những cái người mà có hiểu biết tốt về khóa học, ngành học và sẽ giúp các bạn làm hồ sơ nhanh nhất. Đối với cái yêu cầu đầu vào khoa quản trị kinh doanh chẳng hạn, tất cả những cái thuộc về khoa kinh doanh, thì miễn là các bạn tốt nghiệp bất cứ một trường phổ thông nào tại Việt Nam với cái điểm trung bình là 8 phẩy trở lên, cộng với cái IELTS của các bạn là 6.0 môn nào dưới 6, thì các bạn hoàn toàn có thể vào ngay năm thứ nhất. Tuy nhiên thì là các bạn cũng lưu ý, đây là lưu ý của tôi thôi, tức là trong trường hợp mà các bạn chưa đủ 6.0 IELTS, các bạn được phép sang trường để học 20 tuần trước khi các bạn vào khóa chuyên môn, và chúng tôi sẽ giúp bạn đăng ký tiếp cái khóa học đó. Alright, same for arts, humanity, and same for creative arts. Yep. 6.0 IELTS. Yeah, that's correct. Though there is one thing for the Bachelor of Design, the Bachelor of Fine Arts students are required to submit a portfolio of their work. So 12 to 24 pages of their work. How many pages? 12 to 24. 12 to 24. Yes. Do you interview students? As Bachelor of Design and Bachelor of Finance, we do not. For the Bachelor of Commercial Music, we audition students via Skype. And we do a post acceptance conversation with students in technology and industry programs. All right. Cùng những cái tiêu chí đấy, apply cho cả hai khoa là khoa khoa học xã hội và nhân văn và khoa creative arts. Ngoại trừ ở khoa creative arts thì các bạn sẽ phải có portfolio, phải có từ 12 cho đến 24 cái bản vẽ. Bản vẽ như thế nào? Tôi thực sự là một chuyên gia về cái vấn đề chuẩn bị và hướng dẫn học sinh chuẩn bị về portfolio, cho nên các bạn có thể thông tin để hỏi để tôi hướng dẫn. Ngoài ra thì là với các khóa khác thì trường sẽ không phỏng vấn. Tuy nhiên là với cái Bachelor of Communication chẳng hạn thì thỉnh thoảng là sẽ có phỏng vấn qua Skype. Trong đó là nhà trường sẽ tìm hiểu thêm cái mức độ phù hợp của cái ứng viên này đối với khóa học như thế nào. Thì trở lên là những cái vấn đề mà có liên quan đến các cái tiêu chí để có thể vào học ở trường này. Now, PhD, a lot of students asking for PhD in New Zealand. I think when I retire, I will go there to PhD also. Tell me a little bit about PhD program. Yes, PhD, it's not surprising that it's popular in New Zealand, because New Zealand is the only country in the world where we charge the equivalent of a domestic fee to international students. Students would usually study full-time for 3 or 4 years. It is essential that a student has a good master's degree, which includes research, minimum 20%, 25%, preferably more. And tuition fee is very low, right? Yes. So how much is that, to be it to be exact? Be up to, say, 7,500 New Zealand dollars per year. All right. Tôi hỏi cô về chương trình tiến sĩ, tại vì ngày càng đông học sinh hỏi chúng tôi về các chương trình này. Và các bạn lưu ý, New Zealand là nước duy nhất trên toàn thế giới cho phép sinh viên quốc tế trả học phí học khóa tiến sĩ ở cái mức là sinh viên địa phương, tức là học phí của nó chỉ bắt đầu từ cỡ khoảng 7.500 cho đến cỡ khoảng 11.000 thôi, nên sẽ tùy vào cái khóa học. Cái thứ hai nữa, trong cái thời gian mà bạn học 3 đến 4 năm để làm cái tiến sĩ đấy, đây là tôi nói thêm, là các bạn được phép mang theo vợ hoặc chồng và đồng thời được phép mang theo con. Nếu bạn mang theo vợ hoặc chồng thì vợ chồng bạn sẽ được cung cấp cái visa làm việc và các bạn có thể làm việc toàn thời bên đấy. Tất nhiên là các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Cộng với con của các bạn khi mà du học bên đấy, nếu là học ở bậc
thông thì bạn được miễn phí hoàn toàn. Ở đấy cũng có những cái chương trình học bổng nữa, và học bổng của nó sẽ di động từ cỡ khoảng 20-25%. Như vậy, đối với tất cả những học sinh, một là nếu như các bạn đã có bằng thạc sĩ rồi, và cái thạc sĩ này bắt buộc phải là thạc sĩ dạng nghiên cứu, thì các bạn hoàn toàn có thể đăng ký để đi du học theo cái chương trình này. Thank you very much. Now I think that I will have to ask you the last question. Actually, is the application due date. Yes, we usually advise students to apply by the end of October or February start, and by the 1st of May if they wish to start in July, because we do have a wide range of programs that also start in July. So basically about 2-4 months in advance. That's it. Hạn chót để nộp hồ sơ nhé. Thì ở New Zealand có hai kỳ khai giảng chính là cái kỳ tháng 2 và kỳ tháng 7 hàng năm. Đối với tất cả các sinh viên thì lời khuyên của nhà trường là các bạn nên đăng ký xin học ít nhất trễ nhất là 4 tuần trước đó, để còn kịp làm các thủ tục xin tu mày học cũng như là thủ tục visa du học. Riêng công ty Đức Anh thì chúng tôi muốn các bạn nộp sớm hơn, tức là cỡ khoảng 6 tháng trước đó. Tại vì nhiều khi các bạn nộp hồ sơ cho chúng tôi rồi, các bạn chưa chắc là các bạn muốn đi cái ngành này hay không, các bạn còn muốn đổi ngành, và thậm chí là các bạn muốn xin học bổng nữa. Nếu các bạn muốn xin học bổng thì thực ra là chúng tôi cần thêm thời gian, và để chốt các bạn vào những cái đợt mà nhà trường xét học bổng. Trở lên là tôi đã nói chuyện với các bạn cùng với nhà trường ở đây ba cái chương trình, là chương trình về kinh doanh, chương trình về nghệ thuật và sáng tạo, và cái chương trình khoa học xã hội và nhân văn. Tôi muốn cập nhật các bạn một chút là ngày hôm nay trong cái buổi sáng này training với cái văn phòng visa của New Zealand thì thông báo mới nhất là bắt đầu từ ngày mai, tất cả những hồ sơ mà các bạn nộp vào văn phòng visa của New Zealand sẽ được xét ở Mumbai chứ không ở Việt Nam nữa. Và trong tháng 5, hạn chót là 30 tháng 5 thì văn phòng visa ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa. Và hiện nay thì New Zealand đang thực hiện chính sách là centralized, tức là gì? Là xét cái visa của bạn tập trung vào một số điểm thôi. Và New Zealand có một cái điểm đó để xét cái visa của các bạn. Đồng thời thì cũng từ bây giờ New Zealand sẽ thực hiện cái chính sách e-visa, tức là visa cấp cho các bạn không phải dán trên cái hộ chiếu của các bạn nữa, mà nó sẽ được gửi qua email, và nó là những cái tờ giấy mà các bạn có thể in ra và các bạn có thể sử dụng tùy thích, sử dụng rất là tiện lợi. Toàn bộ hồ sơ của các bạn mặc dù là xét ở nước ngoài nhưng rất là an toàn, tại vì tất cả các thứ là sẽ xét online, cho nên đây là một cái tin rất là tốt lành. Visa của các bạn sẽ được xét nhanh hơn, chính xác hơn, visa online và tiện dụng hơn cho các bạn rất là nhiều. Một lần nữa là tôi muốn cảm ơn các phụ huynh và học sinh đã cùng tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây thì nếu như các bạn mà có câu hỏi gì, chúng tôi và nhà trường là sẽ sẵn sàng trả lời cho các bạn. Nào, câu hỏi đầu tiên là ví dụ như là trong cái thời gian mà mình học cái ngành về business chẳng hạn, thì học sinh có được phép đi làm thêm hay không? Alright, I have just talked to parents and students about general trends with visa situation and application for visa in Vietnam. We move on to the next section, which is question from parents and students. The very first question is, part-time job, are you allowed to work while you're studying in New Zealand? Yes, certainly can. Students can work up to 20 hours a week during term time and during vacation unlimited. Now, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được ở đây là khi mà đang học ở New Zealand hay là tại học mà đại học Massey chẳng hạn, thì bạn có được phép làm thêm hay không? Trả lời là yes, bạn hoàn toàn có thể đi làm 20 giờ trên một tuần. Do they have to pay tax? Income tax? Yes, they would need to. And do they have to apply for a separate visa for it or another work permit or anything? Cô có nói là một là học sinh đi làm là sẽ phải nộp cái thuế thu nhập. Cái thứ hai, tin tốt lành là các bạn hoàn toàn không giống như một số nước khác là khi đi làm các bạn phải đăng ký là phải có cái work permit. Ở đây thì các bạn hoàn toàn là có thể đi làm luôn. Nào, câu hỏi thứ hai ở đây là trong trường hợp mà học hết năm thứ nhất rồi mới quyết định là double major thì có được hay không? Tôi tính là học ngành arts. Nào,
relating to you, John. Question is, after finishing year one, the student change their mind, want to do double major. Is that okay for them, or they've got to apply right from the beginning? No. So the students will need to do three compulsory courses in their first year, mm-hmm. And the degree is flexible in that they can change their major after the first year of the Bachelor of Arts. Mm-hmm. For the Bachelor of Communications, the first year is all compulsory courses. Mm-hmm. So again, they can then decide in the second year what they want to major in. Okay. Câu trả lời là bạn hoàn toàn có thể đăng ký được. Ví dụ như là Bachelor of Arts chẳng hạn, chương trình học của nó là 3 năm. Trong 3 năm đấy thì mỗi kỳ học bạn phải học cỡ khoảng 5 môn. Trong 5 môn đấy thì có 3 môn là 3 môn bắt buộc. Như vậy là sau khi bạn xong năm thứ nhất thì bạn hoàn toàn có thể sắp xếp lại cái lộ trình học của mình và hoàn toàn có thể chọn thêm môn. Tương tự như thế thì với Bachelor of Communication chẳng hạn, tổng thời gian học vẫn như thế và bạn sẽ phải học tất cả các môn đều là các môn bắt buộc hết trong cái năm thứ nhất. Tuy nhiên thì hết năm thứ nhất là bạn cũng có thể lựa chọn lại hoặc là học single major hoặc là học double major. Right, very good, thank you. One question for you. How do they prepare portfolio? And how do you understand their idea in your job interview? Right, so on our website, the Messy website, there's mm-hmm. a guide to how to put a portfolio together. Mm-hmm. What we're looking for really is student process. So students have been working on workbooks, mm-hmm. sketches, mm-hmm. We're interested in any kind of work a student does, so whether mm-hmm. it's cartoons, mm-hmm. manga, anime, mm-hmm. sculpture, photography, we mm-hmm. want to see a variety of their work. Mm-hmm. But we're really interested in seeing their initial thought process from their initial idea mm-hmm. all the way through to the final product or final. So you mean the process of it? Yeah, we really want to see the process, yeah. Mm-hmm. And most art schools around the world will want the same thing in a portfolio. Mm-hmm. Now, câu hỏi của bạn ở đây rất là thú vị. Câu hỏi là thứ nhất là làm thế nào để chuẩn bị portfolio khi mà tôi muốn học các cái ngành về nghệ thuật và thiết kế, và làm thế nào để nhà trường có thể hiểu được cái portfolio của tôi khi mà không phỏng vấn. Câu trả lời của thầy là điều đầu tiên mà nhà trường quan tâm đến là tất cả những cái gì gọi là sáng tác của các bạn đều có thể gửi cho nhà trường để nhà trường có thể xem xét. Một là càng nhiều càng tốt, cái này nó thể hiện cái phong phú. Cái thứ hai là cái portfolio đấy là nó phải thể hiện được cái quá trình sáng tạo của bạn. Ví dụ từ lúc bạn có ý tưởng cho đến phát triển bước 1, bước 2, bước 3 như nào, để người ta theo dõi được là cái tiến trình mà tư tưởng bạn phát triển và cái bản vẽ của bạn như nào. Và cái điểm tiếp theo nữa rất là quan trọng là cái kỹ thuật vẽ của các bạn đến mức nào. Đấy, thì nhà trường sẽ căn cứ vào đấy. Và đương nhiên thì từ kinh nghiệm cá nhân của tôi khi chấm rất là nhiều portfolio và hướng dẫn các học sinh, thì tôi thấy là các cái phần giải trình, thuyết trình của các bạn ở đấy nó sẽ rất là quan trọng. Now, another question also for you. Interview time, if there is any, then what media that you normally, you know, use? Skype. Yeah, mm-hmm. or we can use Facebook. Face to face, yeah. Facebook. Yeah, mm-hmm. yep. And it's very informal, so it's mm-hmm. not a strict interview. It's really a conversation about us mm-hmm. talking to the student and seeing mm-hmm. what the student's interested in, and vice versa. So not scaring at all. No. They take up to it. Essentially, for us to be able to get to know you. Câu hỏi của bạn ở đây là phỏng vấn thì là phỏng vấn qua các cái phương tiện nào? Thì câu trả lời của thầy là hoặc là qua Facebook hoặc là qua Skype. Và cái mục đích của cái cuộc phỏng vấn thì không phải là làm cho học sinh sợ mà bỏ chạy, mà mục đích là để cho hai bên hiểu nhau, xem là những cái tác phẩm của các bạn nhà trường hiểu được đến mức độ như nào, và làm rõ thêm những cái tác phẩm của bạn trong trường hợp cần thiết thì nhà trường có thể đồng ý hay là không đồng ý để cấp thư mời học cho bạn. That's interesting because everybody talks to Skype, right? Now, another question also for us, job opportunity for teacher in New Zealand. So for students who are interested in becoming a teacher in New Zealand, they will need to do a graduate diploma in teaching. Mm-hmm. That's the 1-year qualification. Mm-hmm. And students will need to have previously completed at least a bachelor degree in the home country or in New Zealand. Do they need any work experience in the home country? That they don't need any work experience. We will give them the work experience mm-hmm. within that diploma. Okay. Now,
bạn nào quan tâm đến cái việc trở thành giáo viên ở New Zealand, câu hỏi lúc nãy của một bạn ở đây là cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn học ngành giáo ở New Zealand thì nó như thế nào? Và câu trả lời của cô là nếu như bạn muốn trở thành giáo viên, bạn bắt buộc phải học cái chương trình Graduate Diploma về mặt giảng dạy bên đó. Và bạn chỉ cần, để mà vào khóa học này thì bạn chỉ cần trước đó là bạn có một cái bằng cử nhân về giảng dạy thôi. Và đồng thời thì bạn hoàn toàn không cần có kinh nghiệm ở Việt Nam. Cho nên nếu mà các bạn mà muốn đăng ký ngày này, đây là gợi ý của tôi, là nếu như các bạn muốn, các bạn hoàn toàn ngay sau khi các bạn học xong các cái trường đại học sư phạm chẳng hạn, các bạn có thể tham gia các khóa học này. Khóa học này chỉ có một năm tại New Zealand thôi, học phí của nó cũng khá là rẻ. Và trong cái quá trình học ở bên ấy thì các bạn sẽ được đi đến các trường thực tập, và sau đó là các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu ở bên đó. Ok, another question and probably the last question. Business is always very competitive. How many percent of students finding job within 6 months in New Zealand? Well, the benefit of a study in business at Massey is not only its excellent reputation and ranking, but also the fact that our business programs are both academic and applied. So students do have industry experts coming to talk to them as part of their degree quite often. And that can lead and help with their careers, with their jobs. So how many percentage? I think a good percentage, I can't say exactly percentage, but I would say due to our ranking reputation, applied and academic nature of teaching, that equips students really well for their future career in business. Okay. Bạn này hỏi câu hỏi tôi thấy là hơi khó, tại vì ví dụ như là cái ngành quản trị kinh doanh thì thực ra nó là một ngành rất là cạnh tranh. Vậy thì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở trường này có việc làm là bao nhiêu? Thực ra thì cô Linda không phải là một chuyên gia nghiên cứu về cái này, và cô chỉ nắm được là cái số lượng học sinh học ở trường này là như nào. Có thể là cô không trả lời được con số chính xác, nhưng cái tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp mà kiếm được việc làm của cái trường này theo như cô nói là khá là hay. Dựa vào thứ nhất là cái việc đào tạo của nhà trường không chỉ là danh tiếng và kiến thức, mà nó còn là cái việc rất là thực tế, học để mà thực hành luôn. Và cái việc mà các cái công ty cũng như các tập đoàn vào để mà hướng dẫn, tham gia giảng dạy, tham gia cái chương trình giảng dạy của nhà trường, kể từ cái khâu rất là đầu tiên là khâu viết sách chẳng hạn, thì nó đã mang tính rất là thực tiễn. Chưa kể cái việc là sinh viên được thực hành ngay tại trường hay là đi ra ngoài thực hành, thì nó cũng là cái cơ hội để các con có kinh nghiệm và kiếm được cái việc làm ở bên đó. Alright, I think that we need to say goodbye to Karen and Sidon. Thank you very much for joining me today. It has been very helpful for me and I wish for Sidon as well. Cảm ơn các vị đã cùng tham gia và cảm ơn các thầy cô là đã tham gia. Và hy vọng là thông tin ngày hôm nay hữu ích không chỉ cho tôi mà cho các vị phụ huynh và học sinh nữa. Xin chào ạ. Thank you. Bye.